đều nói kết hôn phải môn đăng hộ đối người thừa kế tập đoàn hà thị phải cưới cô gái bình thường nàng vì cứu muội muội trở thành hoàng yến của hắn sau khi hết hạn hợp đồng muốn gia hạn hợp đồng không xứng đáng không phụng bồi hà lương thần ngoài lạnh trong nóng vsc lộc trúc độc lập mạnh mẽ trước khi kế thừa gia nghiệp anh là nam đứng đầu trong nước mà cô chỉ là một người đại diện chấp hành hôn nhân của họ không được người khác coi trọng không được chúc phúc anh cưng chiều cô lên trời khiến mọi người hâm mộ cô ấy đã cố gắng để xứng đáng với anh ấy hai người bọn họ cùng nhau trải qua bị đổi nhân vật bị quy tắc ngầm quản lý đoàn đội giải tán máy bay rơi xuống bị paparazzi chụp hai người bọn họ một đường thuận gió vượt sóng lẫn nhau thành tựu lẫn nhau dắt tay trở thành xã hội thượng lưu mẫu mực vợ chồng chương một ta không hiệp ước bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Thay đổi người quản lý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Lưu lượng là cái bí ẩn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Ánh trăng sáng về nước bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tình địch đỏ sức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Bữa tối cuối cùng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Tao ngộ đội chó săn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tập thể đi lên thảm đỏ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tống nghệ mới học sức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Nam tài tử tài liệu đen bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test